Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình ha. Bạn nào là người xem mới mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh nha các bạn, để cập nhật những video về làm vườn ha. Thì kênh của mình hiện tại là đang chia sẻ cho các bạn về cái chủ đề là trồng cây cà pháo nè, cũng như là các loại rau màu khác ha, ví dụ như là bầu, bí, dưa leo. Cận Tết thì mình sẽ là chia sẻ cho các bạn là về hoa. Thì đó là về cái kênh của mình. Còn cái nội dung ngày hôm nay thì mình sẽ là chia sẻ cho các bạn là cái cách phòng bệnh cũng như là cách đặt trị cái con bọ trĩ ở trên cây cà pháo nha các bạn ha. Mà khi mà cái con bọ trĩ mà nó gây hại ở trên cây cà pháo của mình các bạn thì nó sẽ bị thung ngọn. Mà khi mà cây cà pháo của mình mà nó bị thung ngọn rồi các bạn thì cái lượng bông nè cũng như là cái lượng trái ở trên cây của mình các bạn thì nó sẽ bị mất năng suất nha mọi người. Thì do đó thì mình sẽ phòng bệnh cho nó ngay từ cái ban đầu luôn. Và bây giờ thì mình sẽ là chia sẻ cho các bạn về cái quy trình trồng cây cà pháo ha, cũng như là cái cách phòng bệnh bọ trĩ nó như thế nào ở những cái giai đoạn đầu, cũng như là những cái giai đoạn mà nó đang ra quả như thế này luôn nha mọi người. Thì ở đây nè, thì khi mà các bạn mua hạt giống về á, thì mình sẽ bắt đầu là mình ươm trồng nó. Và mình ươm trồng ở đây thì tầm đâu khoảng đâu là 20 ngày là mình sẽ tiến hành mình trồng ra vườn như thế này nha mọi người ha. Đó, thì khi mà mình trồng các bạn thì mình có thể là khi cây của mình mà nó đã xanh lại các bạn, nghĩa là từ 5 ngày sau là 25 ngày tuổi, thì ở đây thì mình có thể là mình xịt phòng cho nó. Một cử đầu tiên là cái xài cái thuốc là Confidol ha. Nó thì cái thuốc Confidol này các bạn thì nó là thuộc dạng nước, thì các bạn có thể là sử dụng đâu khoảng đâu là 15c pha với là 20 lít nước ha, và mình xịt ở trên cây cà pháo ở cái giai đoạn là 25 ngày tuổi nha các bạn ha. Tại vì cây của mình đó các bạn, ở những cái giai đoạn đó thì nó còn rất là yếu luôn, cái con bọ trĩ nó rất là mê nó, thì các bạn có thể là xịt phòng cho nó ở cái giai đoạn đó ha. Mà khi mà ở cái giai đoạn mà cây của mình nè mà nó tầm cỡ này ha, mà nó đã bị cái con bọ trĩ nó tấn công rồi đó, thì mình có thể là mình xịt kết hợp thêm một cái gói thuốc mà chuyên trị về sâu cũng như là bọ trĩ nữa. Ví dụ như là cái gói là ra đi ăn nha các bạn ha, thì mình cũng sẽ kết hợp đâu khoảng đâu là 15c pha với bình 20 lít nước ha. Nó thì bà mình xịt kết hợp lại. Còn nếu như mà mình xịt mà mình thấy nó cái triệu chứng mà nó không có hiệu quả các bạn, thì do là cái thời gian của bạn xịt kiểu như là nó không có chính xác. Ví dụ như mình nên xịt nó vào cái buổi chiều á thì nó rất là hiệu quả đối với con bọ trĩ, vì cái thời gian đó các bạn thì cái con bọ trĩ nó không có bay nhảy nhiều nó, thì các bạn là nên xịt vào cái khoảng thời gian đó ha, thì nó sẽ rất là hiệu quả. Thì hai cái loại thuốc đó thì nó chuyên đặc trị cái con bọ trĩ luôn. Các bạn có thể là sử dụng ở trên cái cây dưa leo nè, cây bí hồ lô nè là vẫn được nha mọi người ha. Thậm chí nó còn rất là tốt luôn, tại vì nó thuộc dạng mát, nó không có cái tính nhũ dầu nhiều ha. Ví dụ như những cái loại thuốc như mà có cái EC á thì mình nên hạn chế đi. Ví dụ như nó 10 EC á, thì mình xài được, mà nó khoảng đâu từ 125 EC á, thì mình không nên xài ha. Có những cái loại thuốc mà nó kiểu như các bạn nó cũng đặc trị cái bọ trĩ nhưng mà nó thuộc dạng nóng á các bạn, mình hạn chế mình xài nó đi, cây của mình nó sẽ bị vàng lá nha. Mình nói rất là nhiều vào những cái video trước rồi đó. Thì nếu như là các bạn mà không mua được cái chai Confidol này cũng như là cái chai là ra đi ăn á, thì ở đây thì mình có để link cho các bạn mua ha, và các bạn có thể là mua tại sàn thương mại điện tử Shopee ha, nó rất là uy tín luôn so với những cái sàn khác nha mọi người ha. Thì link rút gọn thì mình để ở dưới đường mô tả, các bạn bấm vào là các bạn thấy à. Thì cái chai mà Confidol các bạn thì nó tầm đâu khoảng đâu là 35.000 thôi nha mọi người ha, với tiền ship luôn này nọ thì chắc khoảng đâu là tầm là 50.000 ha. Nó nói chung là tùy vào các bạn ở xa gần. Còn cái chai mà ra đi ăn á, thì nó có bán cái dạng như là gói cho mình mua nữa. Ví dụ như mình mua á, thì gói thì nó rẻ, thì nó chỉ có đâu là mấy chục ngàn thôi các bạn, tầm đâu khoảng 33.000 ha cho một gói nhỏ nha. Nó thì tầm đó. Nó thì ở đây là cây cà pháo của mình đang trồng nè các bạn, thì các bạn có thể xem ha. Còn bạn nào mà muốn mua cái hạt giống á mà để về trồng kinh doanh á thì các bạn cũng có thể là liên hệ mình ha. Thì ở đây thì mình cũng có là cung cấp cái hạt giống cà pháo cho các bạn luôn. Và cái số điện thoại Zalo của mình á thì mình để ở dưới đường mô tả nha, thì các bạn bấm vào thì các bạn sẽ thấy thôi. Nó thì các bạn mà cần tư vấn về cái cây cà pháo thì các bạn cứ nhắn tin ở bên cái Zalo cho mình ha, thì mình sẽ đọc được cũng như là mình sẽ trả lời cho bạn ha. Thì nếu như là mình rảnh một tí nha các bạn, tại vì mình cũng bận, nhưng mà mình sẽ trả lời cho các bạn, có thể là nó hơi chậm ha. Đây bạn, đây trái cà pháo của mình nè. Và giống của mình đang trồng ở đây là cái giống là cà pháo trắng giòn, nó rất là năng suất luôn nha các bạn. Và cái thời gian mà nó thu hoạch kéo dài thì nó tầm đâu khoảng đâu là 1 năm. Và mình trước đó thì mình cũng đã là chia sẻ cho các bạn một cái video về
cách trồng cà pháo mà làm sao mà cho nó thu hoạch được lâu các bạn, thì các bạn có thể là xem lại cái video đó ha. Nó là mình sử dụng cái kali á, cũng như là mình không cho cái cây cà pháo của mình mà nó vượt quá, thì nếu như mà nó vượt quá thì mình có thể là mình tỉa nó lại ha, này nọ. Nói chung là các bạn có thể là xem lại cái video đó để các bạn hiểu về cái cây cà pháo này hơn. Tại vì mình thấy có nhiều bạn trồng cà pháo mà các bạn bón phân nhiều quá, cây nó rất là tốt luôn, cái lá nó rất là xanh. Và khi mà nó xanh như vậy các bạn thì cái nó ăn được tầm đâu khoảng đâu là 3-4 tháng là bắt đầu là nó có những cái triệu chứng như là tàn rồi. Nó cái cây của mình nó sẽ không có ra bông nhiều như thế này nha mọi người ha. Các bạn thấy không, cây của mình nó ra bông rất là nhiều luôn. Mà khi mà nó ra bông như thế này thì tầm đâu khoảng đâu là 6 ngày là mình có thể là mình thu hoạch được nha mọi người ha. 4 ngày là mình đã là thu hoạch được rồi, nếu như là các bạn mà không có để mà trái nó to. Ở đây nè, cỡ này là mình hái, nhưng mà ở đây thì khoảng 2 bữa nữa thì mình mới hái. Nó thì là vậy. Thì khi mà mình để khoảng 6 bữa thì trái của mình nó rất là to. Mình cân nó rất là có ký nha các bạn. Và cái giá cà pháo mà hiện tại bây giờ thì nó là 9.000 ha, trong cái thời điểm mà mình đang quay cái video nha các bạn. Đó. Thì đó thì mình chia sẻ cho các bạn vậy. Nè. Các bạn coi cây cà pháo của mình nè, bông nó rất là nhiều nha mọi người ha, nó không có bị rụng luôn. Khi mà nó làm bông như thế này nè thì các bạn có thể là xịt cho nó cái thằng canxi ha. Ví dụ như là canxi bo các bạn, để cho nó kiểu như là nó đậu quả nhiều hơn. Hoặc là bạn có thể sử dụng là hàng Z5 30 30 ha, đó là thuộc về là phân bốn lá. Cái trái cà pháo của mình mà nó to các bạn thì các bạn có thể sử dụng là hàng Power F95 ha, trái cực kỳ luôn, tại vì nó thuộc dạng dưỡng, nó dưỡng trái các bạn, nó rất là to trái luôn. Nó thì đối với mà những bạn mà thích trồng cà pháo mà trái nó bự ha, nó thì các bạn có thể là sử dụng hàng Power F95 đó. Ở đây thì mình chia sẻ thêm cho các bạn về cái vấn đề đó, nhưng mà chủ yếu là ngày hôm nay thì sẽ nói về cái phần là bỏ trĩ ha. Thì nếu như là anh em phòng á, thì anh em có thể là sử dụng hàng Confido hoặc là hàng Radian để anh em xịt cho nó, là khi mà nó chưa bị bọ trĩ nó tấn công. Còn nếu như mà nó đã bị tấn công rồi đó thì các bạn có thể là kết hợp hai cái loại đó lại luôn, là hàng Confido với hàng Radian, mỗi cái là 15c ha, ít đậm như vậy đi, là bảo đảm các bạn ha là con bọ trĩ nó tiêu xương liền. Và nếu như có thời gian nữa thì các bạn nên xịt vào cái buổi chiều tối ha, là cái khoảng thời gian này mình đang quay cái video luôn nè, tầm đâu khoảng đâu là 5 giờ chiều ha, là mình xịt nó rất là ok luôn đó. Thì đó là mình chia sẻ cho các bạn về cái thời gian xịt ha. Rồi thì bạn nào đang xem video của mình mà chưa đăng ký kênh á, thì hãy đăng ký kênh nha các bạn, để mình có động lực mình ra những cái video tương tự cho các bạn cùng xem ha. Thì có thể là mình một ngày mình ra một video về cà pháo, rồi một ngày mình ra video về dưa leo cũng như là bí hồ lô nha các bạn. Còn bí hồ lô chắc mình qua Tết để mình mới chia sẻ nha các bạn ha. Hiện tại là đang trồng này cũng đuối, chưa có thời gian mà để mà trồng dự bí nữa. Rồi thì mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình ha.